Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với kênh YouTube của MMO Official. Và hôm nay thì mình sẽ xin chia sẻ cho mọi người một cái kẹo Aerobe cực kỳ là ngon, đó là con Anta NFT nhé. Thì 1.000 người may mắn thì sẽ nhận được khoảng là cái con NFT này, độc quyền từ Binance luôn nhá. Đó, rất là ngon luôn. Thì Binance là một trong những cái sàn là top đầu trên thế giới về tiền điện tử, và nó ra một con Anta NFT độc quyền luôn nhá mọi người. Chỉ có 1.000 người may mắn trúng được cái con NFT này thôi. Thì mình cũng xin chia sẻ cái biểu mẫu cho mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dán cái địa chỉ ví BSC của bạn vào đây. Mình sẽ sử dụng ví MetaMask nhá. Copy địa chỉ, paste vào cho mình. Tiếp theo chính là ID Telegram của bạn. Thì mình sẽ mở Telegram lên này, setting, edit profile, username, copy nhá. Ok, paste vào đây cho mình. Tiếp theo chính là theo dõi Twitter này, chọn cho mình là nút theo dõi tweet cái app fix của chúng tôi bên dưới. Bạn sẽ lưu cái ảnh này cho mình nhá. Đó, save và tải lại cái ảnh này cho mình. Tiếp theo thì ở đây bạn là like request tweet lại. Rồi bạn sao chép cho mình cái username của họ. Xong rồi là bạn sẽ chọn cho mình nút đăng tweet. Ở đây thì bạn sẽ tìm cho mình cái ảnh mà bạn mới tải về. Đây, ảnh này nhá. Sau đó bạn là tăng tên của họ vào, chọn cho mình nút đăng tweet là được. Rồi ok, bài đăng của mình đã được đăng thành công. Chọn làm xong này. Tweet app fix của chúng tôi có nghĩa là đăng cái ảnh này và hashtag tên của chúng tôi vào. Thì đó, mình vừa làm đúng yêu cầu rồi đúng không nào? Tiếp theo là gửi cái người đăng, tức là đăng bài của chúng tôi lên cái nhóm Telegram với 200 người hoạt động và chụp lại màn hình. Ok. Thì ở đây mình cũng có join vào một số những cái nhóm kiếm tiền. Rồi đây bạn là chọn gửi cho mình nhé. Chọn nút send này. Rồi đây bạn chọn cho mình nút cắt. Snipping to new này. Quét cái ảnh cho mình, file save as. Rồi lưu ảnh lại cho mình. Chọn cho mình thêm tệp. Rồi chọn tệp từ thiết bị này. Bây giờ thì đăng ảnh vừa mới chụp màn hình lên nhé, chọn cho mình tải lên. Ok, tiếp theo là theo dõi Instagram, thích bài viết rồi chọn theo dõi này, like bài viết cho mình nhé. Đấy, like bài viết này. Chọn làm xong, tiếp theo thì tham gia vào cái nhóm Telegram và gửi tin nhắn sau. Ok, join group. Tiếp theo thì mình sẽ copy cái đoạn tin nhắn này. Đó, paste vào đây. Ok, paste cái tin nhắn vào đây nhé. Đó. Sau đó bạn chọn mình nút đăng. Rồi, tôi đã thừa nhận đồng ý. Ok, bây giờ thì bạn sẽ check lại một lần nữa cho mình này. Họ chọn gửi. Rồi ok, thì kèo này nó chỉ có được 1.000 người có thể tham gia và nhận thưởng được từ cái kèo NFT tài sản Binance này thôi nhá. Ok, thì bạn nghĩ sao về kèo này? Bạn nghĩ đây là một kèo ngon ăn hay không? Thì hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần comment của video này để mình biết. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye! That is how I like it.